Xin chào các bạn, tập trống với Huỳnh Danh nha. Liên năm. Hôm nay chúng ta nói về liên năm và cách ứng dụng vô 16, 20 and 12, tức là đánh theo liên 3, cảm giác liên 3, liên 4 và liên 5. Và thì nó sẽ như thế này. Phải. Bây giờ mình trong 4-4 nó có 4 nhịp. Bây giờ mình đánh 4 cái năm tức có đúng là 20 không quý vị? Tức là mình gọi đây là 20, ok? Trong một câu báo có 20 nốt. Tức là 4-4 liên năm. Đó, thì nó sẽ như thế này. Có nghĩa là trong nhịp 4-4 mình có 20 nhịp trong một cái bài. Bây giờ cũng cái ngón tay đó, mặt trái, một, hai, ba, bốn, năm, một, mình bỏ vô ứng dụng ở 16, tức là nhịp 4-4 có 16 nốt, thì cái nó sẽ như thế này. Tay đó cũng cái năm group of five đó mình đánh vô trong một cái 3-4-4 mà nhân cho 3 có nghĩa là 12, thì nó sẽ như thế này. Cách ứng dụng trong ba cái mà Danh muốn chia sẻ với các bạn, thì các bạn biết nó sẽ đánh được nhạc rock, nhạc cha nhạc Latin, đặc biệt là Danh thích ứng dụng cái này vô Latin. Khi mà các bạn tay phải tay hồi nãy là mình đi tay phải trái mặt trái, rồi các bạn tập lại là trái mặt, thì khi mà master nhanh được chút rồi, quý vị sẽ có cái điệu đánh samba nó rất là ăn ý. Tôi thấy hay lắm, các bạn nghe thử nha.